Chương 7. Biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. 1.1. Biện pháp ngăn chặn. Điều 109. Các biện pháp ngăn chặn. 1. Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố xét xử, hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi quyền hạn của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lãnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. 2. Các trường hợp bắt người gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can bị cáo để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ. Điều 110. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 1. Khi thuộc một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây thì được giữ người. A. Có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. B. Người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn. C. Có dấu hiệu của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. 2. Những người sau đây có quyền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. A. Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp. B. Thủ trưởng đơn vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương, đồn trưởng, đồn biên phòng, chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu cảng chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cục trưởng cục trinh sát biên phòng bộ đội biên phòng cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tư lệnh vùng lực lượng cảnh sát biển cục trưởng cục nghiệp vụ và pháp luật lực lượng cảnh sát biển đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy lực lượng cảnh sát biển chi cục trưởng chi cục kiểm ngư vùng C. Người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay bến cảng. 3. Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị giữ, lý do căn cứ giữ người quy định tại khoản 1 điều này và các nội dung quy định tại khoản 2 điều 132 của bộ luật này. Việc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp phải theo đúng quy định tại khoản 2 điều 113 của bộ luật này. 4 trong thời hạn 12 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhận người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải lấy lời khai ngay và những người quy định tại điểm A và điểm B khoảng 2 điều này phải ra quyết định tạm giữ, ra lệnh bắt người bị giữ hoặc trả tự do ngay cho người đó. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải gửi ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp hoặc Viện Kiểm sát có thẩm quyền kèm theo tài liệu liên quan đến việc giữ người để xét phê chuẩn. Sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, những người quy định tại điểm C khoảng 2 điều này phải giải ngay người bị giữ kèm theo tài liệu liên quan đến việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đến cơ quan điều tra nơi có sân bay hoặc bến cảng đầu tiên tàu trở về. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận người bị giữ, Cơ quan điều tra phải lấy lời khai ngay và những người quy định tại điểm A khoảng 2 điều này phải ra quyết định tạm giữ, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp hoặc trả tự do ngay cho người đó. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải gửi ngay cho viện kiểm sát cùng cấp kèm theo tài liệu liên quan đến việc giữ người để xét phê chuẩn. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị giữ, lý do căn cứ giữ người quy định tại khoảng 1 điều này và các nội dung quy định tại khoản 2 điều 132 của bộ luật này. 5. Hồ sơ đề nghị viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp gồm: a. văn bản đề nghị viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, b. lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, c. biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp, d. biên bản ghi lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. D. Chứng cứ tài liệu đồ vật liên quan đến việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp. 6. Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ căn cứ giữ người quy định tài khoản 1 điều này. Trường hợp cần thiết, kiểm sát viên phải trực tiếp gặp hỏi người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi xem xét quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Biên bản ghi lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp do Viện Kiểm sát lập phải đưa vào hồ sơ vụ việc vụ án. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Trường hợp viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thì người đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan điều tra đã nhận người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải trả tự do ngay cho người bị giữ. Điều 111 bắt người phạm tội quả tang. Một, đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt, thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. 2. Khi bắt người phạm tội quả tang thì người nào cũng có quyền tước vũ khí hung khí của người bị bắt. 3. Trường hợp công an xã, phường, thị trấn, đồn công an phát hiện bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang thì thu giữ tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt giữ người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật. Giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Điều 112. Bắt người đang bị truy nã. 1. Đối với người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. 2. Khi bắt người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt. 3. Trường hợp công an xã, phường, thị trấn đồn công an phát hiện bắt giữ tiếp nhận người đang bị truy nã, thì thu giữ tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt giữ người lấy lời khai ban đầu, giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Điều 113 Bắt bị can, bị cáo, để tạm giam 1. Những người sau đây có quyền ra lệnh quyết định bắt bị can, bị cáo, để tạm giam A. À, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, lệnh bắt phải được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. B. Viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát quân sự các cấp. C. Chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân và chánh án, phó chánh án tòa án quân sự các cấp, hội đồng xét xử. 2. Lệnh bắt quyết định phê chuẩn lệnh quyết định bắt phải ghi rõ họ tên địa chỉ của người bị bắt, lý do bắt và các nội dung quy định tại khoản 2 điều 132 của bộ luật này. Người thi hành lệnh quyết định phải đọc lệnh, quyết định, giải thích lệnh quyết định, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt, giao lệnh quyết định cho người bị bắt. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người khác chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc, học tập phải có đại diện cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc, học tập chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người. 3. Không được bắt người vào ban đêm trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã. Điều 114. Những việc cần làm ngay sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp Bắt người hoặc nhận người bị giữ bị bắt. 1. Sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người hoặc nhận người bị giữ bị bắt, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải lấy lời khai ngay và trong thời hạn 12 giờ phải ra quyết định tạm giữ hoặc trả tự do cho người bị bắt. 2. Sau khi lấy lời khai người bị bắt theo quyết định truy nã thì cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho cơ quan ra quyết định truy nã đến nhận người bị bắt. Sau khi nhận người bị bắt, cơ quan đã ra quyết định truy nã phải ra ngay quyết định đình nã. Trường hợp cơ quan đã ra quyết định truy nã không thể đến nhận ngay người bị bắt thì sau khi lấy lời khai, cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải ra ngay quyết định tạm giữ và thông báo ngay cho cơ quan đã ra quyết định truy nã biết nếu đã hết thời hạn tạm giữ mà cơ quan ra quyết định truy nã vẫn chưa đến nhận thì cơ quan điều tra nhận người bị bắt gia hạn tạm giữ và gửi ngay quyết định gia hạn tạm giữ kèm theo tài liệu liên quan cho viện kiểm sát cung cấp để xét phê chuẩn trường hợp không thể đến nhận ngay người bị bắt thì cơ quan đã ra quyết định truy nã có thẩm quyền bắt để tạm giam phải ra ngay lệnh tạm giam và gửi lệnh tạm giam đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn cho cơ quan điều tra nhận người bị bắt. Sau khi nhận được lệnh tạm giam, cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải giải ngay người đó đến trại tạm giam nơi gần nhất. 3. Trường hợp người bị bắt có nhiều quyết định truy nã thì cơ quan điều tra nhận người bị bắt chuyển giao người bị bắt cho cơ quan đã ra quyết định truy nã nơi gần nhất. Điều 115. Biên bản về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp biên bản bắt người. một Người thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành lệnh hoặc quyết định bắt trong mọi trường hợp đều phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm giữ, bắt, nơi lập biên bản, những việc đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định bắt, tài liệu, đồ vật tạm giữ, tình trạng sức khỏe và ý kiến khiếu nại của người bị giữ, người bị bắt và các nội dung quy định tại điều 133 của bộ luật này. Biên bản được đọc cho người bị giữ, người bị bắt và người chứng kiến nghe. Người bị giữ, người bị bắt, người thi hành lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định bắt và người chứng kiến cùng ký tên vào biên bản. Nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên. Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật của người bị giữ, người bị bắt phải được tiến hành theo quy định của bộ luật này. 2. Khi giao nhận người bị giữ, người bị bắt, phải lập biên bản. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 điều này, biên bản giao nhận còn phải ghi rõ việc bàn giao biên bản lấy lời khai tài liệu đồ vật đã thu thập được, tình trạng sức khỏe của người bị giữ, người bị bắt và những tình tiết xảy ra khi giao nhận. Điều 116. Thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người. Sau khi giữ người, bắt người, người ra lệnh giữ người, lệnh hoặc quyết định bắt người phải thông báo ngay cho gia đình người bị giữ bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc, học tập biết. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận người bị giữ bị bắt, cơ quan điều tra nhận người bị giữ bị bắt phải thông báo cho gia đình người bị giữ bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc, học tập biết. Trường hợp người bị giữ bị bắt là công dân nước ngoài thì phải thông báo cho cơ quan ngoại giao của Việt Nam để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của nước có công dân bị giữ bị bắt. Nếu việc thông báo cản trở truy bắt đối tượng khác hoặc cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó không còn người ra lệnh giữ người, lệnh hoặc quyết định bắt người cơ quan điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt phải thông báo ngay. Điều 117. Tạm giữ. 1. Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. 2. Những người có thẩm quyền ra lệnh giữ người quy định tại khoản 2 điều 110 của bộ luật này có quyền ra quyết định tạm giữ. Quyết định tạm giữ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tạm giữ, lý do tạm giữ, giờ ngày bắt đầu và giờ ngày hết hạn tạm giữ và các nội dung quy định tại khoản 2 điều 132 của Bộ luật này. Quyết định tạm giữ phải giao cho người bị tạm giữ. 3. Người thi hành quyết định tạm giữ phải thông báo giải thích quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ quy định tại điều 59 của Bộ luật này. 4. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định tạm giữ, Người ra quyết định tạm giữ phải gửi quyết định tạm giữ kèm theo các tài liệu làm căn cứ tạm giữ cho viện kiểm sát cung cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền. Nếu xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ hoặc không cần thiết thì viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Điều 118. Thời hạn tạm giữ. 1. Thời hạn tạm giữ không quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình, hoặc kể từ khi cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ người phạm tội tự thú, đầu thú. 2. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 3 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 3 ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được viện kiểm sát cung cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận hồ sơ đề nghị gia hạn tạm giữ, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. 3 trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Trường hợp đã gia hạn tạm giữ thì viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. 4. Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam. Điều 119. Tạm giam. 1. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng. 2. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 2 năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp: A. đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm. B. không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can. C bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn. D. Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. D. Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép xúi dục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án. Tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án. Đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. 3. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù đến 2 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn hoặc bị bắt theo quyết định truy nã. 4. Đối với bị can bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác trừ các trường hợp: a bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã. B. Tiếp tục phạm tội. C. Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép xúi dục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, tiêu hủy giả mạo chứng cứ tài liệu đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án, đe dọa khống chế trả thù người làm chứng bị hại người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này. D. Bị can bị cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ xác định nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia. 5. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 113 của bộ luật này có quyền ra lệnh quyết định tạm giam. Lệnh tạm giam của những người được quy định tại điểm A khoảng 1 điều 113 của bộ luật này phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn và hồ sơ liên quan đến việc tạm giam, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra ngay sau khi kết thúc việc xét phê chuẩn. 6. Cơ quan điều tra phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia đình người bị tạm giam, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị tạm giam cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người bị tạm giam làm việc, học tập, biết. Điều 120. Việc chăm nom người thân thích và bảo quản tài sản của người bị tạm giữ tạm giam. 1. Trường hợp người bị tạm giữ tạm giam có người thân thích là người tàn tật và yếu, có nhược điểm về tâm thần mà không có người chăm sóc, thì cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam giao người đó cho người thân thích khác chăm nom. Trường hợp không có người thân thích thì cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam giao những người đó cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú chăm nom. Việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 2. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam có nhà ở hoặc tài sản khác mà không có người bảo quản thì cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam phải áp dụng những biện pháp bảo quản. 3. Cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam thông báo cho người bị tạm giữ, tạm giam biết việc chăm nom, chăm sóc người thân thích và bảo quản tài sản của họ. Việc thông báo được lập thành biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Điều 121. Bảo lĩnh. 1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị hại bị cáo. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh. Hai, Cơ quan tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can bị cáo là người của cơ quan tổ chức mình. Cơ quan tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan tổ chức. Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định, và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có hai người. Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã phường thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc học tập. Trong giấy cam đoan, cơ quan tổ chức cá nhân nhận bảo lĩnh phải cam đoan không để bị can bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoảng 3 điều này. Cơ quan tổ chức cá nhân nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc nhận bảo lĩnh. 3. Bị can bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ. A. Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan. B. Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội. C. Không mua chuột, cưỡng ép, xúi dục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án, không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. Trường hợp bị can bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam. 4. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định bảo lĩnh. Quyết định của những người quy định tại điểm A khoảng 1 điều 113 của bộ luật này phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 5. Thời hạn bảo lĩnh không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của bộ luật này. Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù. 6. Cơ quan tổ chức cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan thì tùy tính chất mức độ vi phạm mà bị phạt tiền theo quy định của pháp luật. Điều 122 Đặt tiền để bảo đảm. 1. Đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can bị cáo. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm. 2. bị can bị cáo được đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ a có mặt theo giấy triệu tập trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan b không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội c không mua chuộc cưỡng ép xúi dục người khác khai báo gian dối cung cấp tài liệu sai sự thật không tiêu hủy giả mạo chứng cứ tài liệu đồ vật của vụ án tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án không đe dọa, khống chế trả thù người làm chứng bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. Trường hợp bị can bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam và số tiền đã đặt bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 3. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 113 của bộ luật này, thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm quyết định của những người quy định tại điểm A khoảng 1 điều 113 của bộ luật này phải được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 4. Thời hạn đặt tiền không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định tại bộ luật này. Thời hạn đặt tiền đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù bị can bị cáo chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan thì Viện Kiểm sát Tòa án có trách nhiệm trả lại cho họ số tiền đã đặt. 5. Người thân thích của bị can bị cáo được cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Tòa án chấp nhận cho đặt tiền để bảo đảm phải làm giấy cam đoan không để bị can bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoảng 2 điều này. Nếu vi phạm thì số tiền đã đặt bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Khi làm giấy cam đoan, người này được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến bị can bị cáo. 6. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự thủ tục mức tiền đặt việc tạm giữ, hoàn trả tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm. Điều 123. Cấm đi khỏi nơi cư trú. 1. Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát tòa án. 2. Bị can bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ: a. không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép. b có mặt theo giấy triệu tập trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan. C. Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội. D. Không mua chuộc, cưỡng ép, sử dụng người khác, khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật. Không thiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án. Không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác, tội phạm và người thân thích của những người này. Trường hợp bị can bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam. 3. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, đồn trưởng, đồn biên phòng có quyền ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 4. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù. 5. Người ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú phải thông báo về việc áp dụng biện pháp này cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can bị cáo cư trú, đơn vị quân đội đang quản lý bị can bị cáo và giao bị can bị cáo cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị quân đội đó để quản lý theo dõi họ. Trường hợp bị can bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc đơn vị quân đội quản lý họ và phải có giấy cho phép của người đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 6. Nếu bị can bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can bị cáo cư trú, đơn vị quân đội đang quản lý bị can bị cáo phải báo ngay cho cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú biết để xử lý theo thẩm quyền. Điều 124. Tạm hoãn xuất cảnh. 1. Có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với những người sau đây có căn cứ xác định việc xuất cảnh của họ có dấu hiệu bỏ trốn. A. À, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố qua kiểm tra xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. B. Bị can bị cáo 2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoảng 1 điều 113 của bộ luật này thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của những người được quy định tại điểm A khoảng 1 điều 113 của bộ luật này phải được thông báo ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp trước khi thi hành 3. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không được quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù. Điều 125. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn. 1. Mọi biện pháp ngăn chặn đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp A. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. B. Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án. C. Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can. D. Bị cáo được tòa án tuyên không có tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt, hình phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ. 2. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. Đối với những biện pháp ngăn chặn do viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra thì việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác phải do viện kiểm sát quyết định. Trong thời hạn 10 ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trừ biện pháp tạm giữ do viện kiểm sát phê chuẩn, cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn này phải thông báo cho viện kiểm sát để quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác. 12 Biện pháp cưỡng chế. Điều 126. Các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản. Điều 127. Áp giải, dẫn giải. 1. Áp giải có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội 2. Dẫn giải có thể áp dụng đối với A. Người làm chứng trong trường hợp họ không có mặt theo giấy triệu tập mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. B. Người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. C. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra xác minh có đủ căn cứ xác định người đó liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án đã được triệu tập mà vẫn vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 3. Điều tra viên cấp trưởng của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, hội đồng xét xử có quyền ra quyết định áp giải dẫn giải. 4. Quyết định áp giải, quyết định dẫn giải phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của người bị áp giải, dẫn giải, thời gian, địa điểm người bị áp giải dẫn giải phải có mặt và các nội dung quy định tại khoản 2 điều 132 của bộ luật này. 5. Người thi hành quyết định áp giải dẫn giải phải đọc, giải thích quyết định và lập biên bản về việc áp giải dẫn giải theo quy định tại điều 133 của bộ luật này. Cơ quan công an nhân dân, quân đội nhân dân có thẩm quyền, có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định áp giải dẫn giải. 6. Không được bắt đầu việc áp giải dẫn giải người vào ban đêm, không được áp giải dẫn giải người già yếu, người bị bệnh nặng có xác nhận của cơ quan y tế. Điều 128. Kê biên tài sản. 1. Kê biên tài sản chỉ áp dụng đối với bị can bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. 2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 113 của bộ luật này, thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh kê biên tài sản. Lệnh kê biên của những người được quy định tại điểm a khoản 1 điều 113 của bộ luật này phải được thông báo ngay cho viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành. 3 chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại. Tài sản bị kê biên được giao cho chủ tài sản hoặc người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của họ bảo quản. Người được giao bảo quản mà có hành vi tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 4. Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt những người A. bị can bị cáo hoặc người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình hoặc người đại diện của bị can bị cáo. B. đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên. C. người chứng kiến. Người tiến hành kê biên phải lập biên bản ghi rõ tên và tình trạng từng tài sản bị kê biên. Biên bản được lập theo quy định tại điều 178 của bộ luật này, đọc cho những người có mặt nghe và cùng ký tên. Ý kiến khiếu nại của những người quy định tại điểm A khoảng này liên quan đến việc kê biên được ghi vào biên bản có chữ ký xác nhận của họ và của người tiến hành kê biên. Biên bản kê biên được lập thành 4 bản, trong đó một bản được giao ngay cho người được quy định tại điểm A khoảng này sau khi kê biên xong, một bản giao ngay cho chính quyền xã phường thị trấn nơi có tài sản bị kê biên, một bản gửi cho viện kiểm sát cung cấp và một bản đưa vào hồ sơ vụ án. Điều 129 Phong tỏa tài khoản. 1. Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại, khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước. Phong tỏa tài khoản được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. 2 những người có thẩm quyền quy định tại khoảng 1 điều 113 của bộ luật này, thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản. Lệnh phong tỏa tài khoản của những người được quy định tại điểm A khoảng 1 điều 113 của bộ luật này phải được thông báo ngay cho viện kiểm sát cung cấp trước khi thi hành. 3. Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại người được giao thực hiện lệnh phong tỏa quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. 4. Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tổ tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Việc giao nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định tại điều 178 của Bộ luật này. Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản. Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành 5 bản, trong đó một bản được giao ngay cho người bị buộc tội, một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, một bản gửi viện kiểm sát cung cấp, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước. Điều 130. Hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản phong tỏa tài khoản. 1. Biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp: A. đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án. B. đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can. C. bị cáo được tòa án tuyên bố không có tội. D. bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại. 2 cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản phong tỏa tài khoản khi thấy không còn cần thiết đối với biện pháp kê biên tài sản phong tỏa tài khoản trong giai đoạn điều tra truy tố thì việc hủy bỏ hoặc thay thế phải thông báo cho viện kiểm sát trước khi quyết định